Ở tập trước, trên đường tìm Kay, Jenny nhờ mang đôi giày bà phù thủy cho, nên cô bé đã vượt qua chặng đường dài. Cô bé gặp hai con quạ đen chính là quỷ Huti và Huta cũng đi tìm Kay. Huti và Huta cho Jenny biết bọn họ đã trông thấy Kay cùng công chúa Lina vào hoàng cung. Jenny đã nhờ quạ Huti và Huta giúp mình đến hoàng cung tìm Kay. Dừng lại đi cô bé, không được đâu. Đã đi đến đây rồi, tại sao phải dừng lại? Một bé gái nhỏ xíu như cô không bao giờ được phép vô lâu đài. Hay là quạ vô nói giúp, để Kay ra đây đón tôi. Kay mà biết tôi ở đây chắc chắn sẽ vui lắm. Chúng tôi vô nói, liệu cô ấy chắc gì sẽ tin. Cô bé nghe nè, tụi tôi bay vô trước. Tôi có một chút phép thuật giúp cô tàn hình thật nhanh để qua cổng. Nhanh nha, nếu không hết phép thì hiện nguyên hình lại giữa chừng đó. Công chúa Lina, cô định đưa tôi đi đâu? Trốn. Thôi, không, không thể như thế được. Tôi vào đây đàng hoàng thì ra cũng phải bằng cổng chính chứ. Ta đâu có muốn trốn đi như vậy. Phụ vương và mẫu hậu cứ bắt ta phải học hoài. Họ không hiểu cảm nhận của ta là cần phải có sự vui chơi và trải nghiệm. Ta muốn đi chơi để trải nghiệm mà. Lời công chúa nói cũng đúng, nhưng lời người lớn nói đúng hơn. Họ sợ chúng ta gặp nguy hiểm á. Cậu không đi theo ta thì ở luôn trong hoàng cung, còn ta thì đi đây. Nhưng mà đi đường nào, khắp nơi đều có lính. Đi vào đường hầm. Bánh tôi lấy từ trong nhà bếp đó, cô ăn đi. Cảm ơn bạn hoàng nhiều nha. Tôi phát hiện một cầu thang dẫn lên phòng khách quý của hoàng cung. Có lẽ Kay đang ở đó. Cô ăn nhanh lên, chúng ta sắp gặp Kay rồi. Vui quá, chắc chắn Kay sẽ vô cùng ngạc nhiên.